Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 3 tháng 7 đã diễn ra trận tứ kết Euro 2021 giữa Italia với Bỉ. Trận chung kết sớm của Euro 2021 đã không làm người hâm mộ phải thất vọng khi hai đội chơi đôi công, cống hiến tới những giây phút cuối cùng. Ở trận đấu này, Italia có được lực lượng mạnh nhất, trong khi đó Bỉ vắng Eden Hazard vì chấn thương. Mặc dù Kevin Reiner ra sân ngay từ đầu, nhưng một mình tiền vệ của Man City không thể nào gánh được cả đội. Khi Italia chơi quá ấn tượng, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini dâng cao đội hình, chơi ép sân Bỉ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép lớn từ phía Italia khiến hàng thủ của Bỉ bối rối và họ đã phải vào lưới nhận bóng ở phút thứ 31 do công của Barella. Trước đó, Italia cũng một lần đưa bóng vào lưới của Bỉ nhưng bị trọng tài từ chối. Sau khi có bàn mở tỷ số, Italia không dừng lại mà tiếp tục tấn công dồn ép Bỉ. Những pha bóng tấn công thiêu hoa dưới gấm của Italia giúp đội bóng này áp đảo hoàn toàn đối phương. Và ở phút thứ 44, Insigne đã ghi siêu phẩm giúp Italia dẫn trước 2-0. Nhận hai bàn thua liên tiếp, Bỉ cố gắng gượng dậy, lấy lại thế trận. Trước khi hiệp 1 khép lại, Bỉ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Lukaku. Sau khi tiền đạo này thực hiện thành công cú sút 11m. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Italia và Bỉ chơi đôi công hấp dẫn, những cơ hội ăn bàn liên tiếp được tạo ra. Nhưng sự vô duyên của các tiền đạo khiến khán giả nhiều lần ăn mừng hụt. Trong khoảng 10 phút cuối trận đấu và trong thời gian bù giờ, Bỉ dốc toàn lực cho màn trận tấn công nhưng không thể nào tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Chung cuộc, Italia giành chiến thắng 2-1 để ghi tên mình ở vòng bán kết Euro 2021, đối thủ của họ là Tây Ban Nha. Trong khi đó, thế hệ cầu thủ vàng của Bỉ thêm một lần nữa lỗi hẹn với danh hiệu. Theo lịch thi đấu bóng đá thì đêm nay và rạng sáng mai sẽ diễn ra hai trận tứ kết còn lại của Euro 2021, đó là cuộc đọ sức giữa Cộng hòa Séc với Đan Mạch và Anh với Ukraine. Những đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp nhau ở vòng bán kết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả của trận đấu này, cũng như dự đoán những đội bóng tiếp theo giành vé vào bán kết Euro 2021, hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.